Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 1995. Chúng ta tại xóm Thượng trong khóa tu mùa đông. Kỳ trước chúng ta có học bài bài thi kệ Đặt chân trên mặt đất là thể hiện thần thông. Từng bước chân tỉnh thức làm hiển lộ pháp thanh. Hôm nay chúng ta học thêm một bài nữa. Đó là bài đầu trong trong cuốn Từng bước nữa nở hoa sen. Sao à? Thức dậy miệng mỉm cười. Hai bốn giờ tinh khôi. Xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời, sách tiền đi nhật dụng thiết yếu đó, là cuốn sách đầu tiên mà người xuất gia phải học và học thuộc lòng. Chú tiểu nào cũng phải học thuộc lòng cuốn sách đó. Thiết yếu nó có nghĩa là những cái cần thiết nhất, the essential. Còn nhật dụng tức là để sử dụng hàng ngày, gọi là for daily use. Daily use. Và tini tức là vinaya, là luật, là giới. Khi mình đi vào chùa và mình tập sự xuất gia thì người ta cho mình học hỏi thực tập để mình đưa cái thân và cái tâm mình vào trong cái chánh niệm ngay từ cái ngày đầu tiên. Và tỳ ni nhật dụng thiết yếu á là một cuốn rất là mỏng. Nó chỉ gồm mấy mươi bài thi kệ mà chúng ta phải học thuộc lòng. Và trong khi mà chúng ta sống đời sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta phải dùng những cái bài thi kệ đó để mà khép chúng ta vào trong cái nếp sống chánh niệm. Ừ.
bằng cái lời kể và bằng hơi thở. Trong đời sống ở ngoài đời thì chúng ta không có giữ thân và giữ tâm trong chánh niệm. Chúng ta như là một con ngựa hoang chưa được tập luyện. Và một con ngựa hoang ở trên rừng chưa được tập luyện thì nó không có thể làm được những cái công việc của một con ngựa thuần thục. Vì vậy cho nên có những cái nhà luyện ngựa, horse trainer, họ nắm trong tay những cái kỹ thuật để họ luyện những con ngựa trở thành ra những con ngựa có thể sử dụng được trong chiến trận hay là trong đời sống hàng ngày. Thì chúng ta muốn trở thành pháp khí, pháp khí tức là khí cụ của chánh pháp, thì chúng ta phải được luyện tập. Và chúng ta luyện tập như thế nào để cho cái thân và cái tâm của chúng ta an trú ở trong chánh niệm. Và vì vậy tỳ ni nhật dụng thiết yếu là cái cẩm nang đầu tiên để chúng ta thực tập đưa thân và tâm vào nếp sống chánh niệm. Và do đó chúng ta trở thành pháp khí. Pháp khí nó có một cái danh từ tương đương ở trong Cơ Đốc giáo là the instrument of God. Pháp khí là the instrument of the Dharma. Because you embody the Dharma, you are an instrument of the Dharma. Tại vì mình thể hiện được cái chánh pháp bằng sự sống của mình, cho nên mình được gọi là pháp khí. Ở trong văn chương đạo Bụt, thỉnh thoảng mình thấy một câu, mình đọc một câu là có một vị thầy nhìn thấy một chú bé hay là một cô bé, và vị thầy đó gật đầu nói chú bé này có thể trở thành pháp khí. Cô bé này có thể trở thành pháp khí là tại vì nhìn vào con người đó, em bé đó, mình thấy được những hạt giống pháp khí ở trong con người kia. Sách Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu được một thiền sư tên là Độc Thể biên tập. Trong số mấy mươi bài kệ đó để thực tập chánh niệm thì có những bài trực tiếp được lấy ra từ Kinh Hoa Nghiêm trong cái phẩm gọi là Tình Hành Phẩm. Và có những bài khác thì thầy sáng tác ra. Và khi mà thầy Nhất Hạnh đi tu trở thành chú điệu thì là được học sách này bằng chữ Hán, phải học bằng chữ Hán ấy, và phải thực tập bằng chữ Hán. Bây giờ thì chúng ta có cuốn Từng Bước Nở Hoa Sen bằng tiếng Việt. Bằng tiếng Việt.
Nhưng bài thi kệ trong từng bước nở hoa sen nó không phải là được dịch trực tiếp từ tỳ ni nhạc dụng thiết yếu, nhưng mà nó thâu tóm được cái tinh hoa của tỳ ni nhạc dụng thiết yếu. Tính chất thi ca của nó quan trọng hơn. Và sách Từng Bước Nở Hoa Sen có những bài thi kệ mới mà chúng ta không thấy có tương đương trong tỳ ni nhạc dụng thiết yếu. Tại vì ngày xưa các sư chú, sư cô không có đi xe đạp, không có dùng điện thoại, thành thử ra không có những bài thi kệ để mình thực tập trong khi đi xe đạp hay trong khi dùng điện thoại. À, quý vị nên nhớ rằng Thầy là một trong sáu ông Thầy đầu tiên ở Việt Nam đã đi xe đạp. Tại vì trước đó, ông Thầy đi xe đạp ngó không có được, ngó không có ai nghi, người ta tưởng như vậy. Nhưng mà sau đó thì người ta khám phá ra rằng đi xe đạp cũng có thể rất uy nghi, tùy theo cái cách mình đi. Lái xe hơi cũng vậy. Chúng ta có thể lái xe hơi với cái uy nghi của người xuất gia. Biết đâu ngày mai một người xuất gia sẽ lái phi thuyền không gian. Và cố nhiên là sẽ lái trong chánh niệm. Nếu chúng ta so cái danh từ tỳ ni nhạc dụng thiết yếu với cái danh từ từng bước nở hoa sen thì chúng ta thấy cái tính thi ca của cuốn sách mới nó nhiều hơn phải không? Rất là đẹp. Từng bước nở hoa sen có nghĩa là mỗi giây phút trong đời sống của mình á, mình sống cho cách chánh niệm. Và do cái sự thực tập chánh niệm đó mà mình nở ra như một bông sen, cái giác ngộ của mình nó lớn lên và nó bừng nở như một hoa sen. Sách Từng Bước Nở Hoa Sen có thể được bổ túc theo thời gian. Và khi nào các thầy, các sư cô, các sư chủ thực tập mà tìm ra được những cái bài thi kệ cho đời sống hàng ngày mà thấy hay thì mình đề nghị thêm vào trong Từng Bước Nở Hoa Sen. Theo cái kiểu ca dao ở Việt Nam đó, ca dao, cái kho tàng ca dao càng ngày càng phong phú, tại vì trong đời sống hàng ngày mình tiếp tục sáng tạo ca dao. Chúng ta phân biệt, chúng ta so sánh hai bài kệ. Một bài kệ cũ trong tỳ ni nhạc dụng thiết yếu và bài kệ mới trong Từng Bước Nở Hoa Sen. Mỗi bài kệ nó có cái hay riêng của nó. Bên này, bên tỳ ni nhạc dụng thiết yếu là bài Thùy Miên Thí Ngộ. Đương nguyện chúng sinh nhất thiết trí giác châu cố thập phương, bài này tên là bài tạo giác, tức là sớm thức dậy. Thùy miên thị ngộ, tức là mình ngủ nghỉ mới dậy. Nó tương đương với hai chữ thức dậy, phải không? Ngủ nghỉ mới dậy.
Bên 4 chữ, bên 2 chữ. Đương nguyện chúng sanh là mong ước cho tất cả mọi loài. Mong ước cho tất cả mọi loài. Đương là nên. Nên mong ước cho tất cả mọi loài. Có được tất cả, giác ngộ được nhất thiết trí, khai mở được cái nhất thiết trí, nhất thiết trí Sarvajnana, tức là cái trí tuệ cao tột, nhất thiết là tất cả. Sarva trí là jnana, Sarvajnana. Châu cố thập phương. Châu tức là cùng khắp, tiếng Bắc gọi là, đọc là chu. Châu biến, chu biến, cùng khắp. Cố tức là nhìn tới, đoái hoài tới, ôm lấy bằng cái ý thức của mình, chiếu cố. Cố ở trong chiếu cố. Thập phương là mười phương, tức là có giác ngộ được cái nhất thiết trí và có thể ôm trọn được mười phương trong cái trí tuệ của mình, lấy cái trí tuệ của mình mà ôm trọn được mười phương và hiểu thấu được mười phương. Có nghĩa là châu cố ở đây có nghĩa là hiểu thấu một cách toàn vẹn, hiểu thấu một cách toàn vẹn. Chúng ta thấy cái bài kệ rất hay, tức là cái sự kiện mình thức dậy nó đã có nghĩa là giác ngộ, tại vì cái chữ thức, thức dậy tiếng Phạn là Buddha. Buddha là thức dậy. Mà người đã thức dậy rồi thì gọi là Buddha. Cho nên cái sự kiện mình thức dậy một cái là nhân cái cơ hội mình thức dậy, mình muốn rằng tất cả mọi người đều được thức dậy. Và thức dậy trong cái nhất thiết trí, tức là một sự mong ước cao tột. Ai cũng thành Bụt hết. Và với cái trí tuệ vô lượng đó có thể hiểu thấu được cả mười phương. Và khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ thương và mọi loài sẽ có hạnh phúc. Đi sang bên này, thức dậy, miệng mỉm cười. Ở đây chúng ta lời được nụ cười là tại vì khi mà thức dậy thì chúng ta có sự tỉnh thức, mà cái sự tỉnh thức đó nó chưa
chưa cần là nhất thiết trí. Sự tỉnh thức này có thể là sự tỉnh thức của mọi người thường thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta đang còn sống, thức dậy và biết mình đang sống, đang còn sống. Và trước mặt mình nó có 24 giờ mới tinh để mình sống. Và cái đó đủ là lý do để mình mỉm miệng cười. Thức dậy, miệng mỉm cười. Tại sao anh cười? Tại vì anh thấy rằng anh đang sống. Và anh có một ngày 24 giờ tinh khôi trước mặt anh. Và đó là một cái tặng phẩm lớn lao của đất trời. Tại vì trong cái sự thực tập của chúng ta, cái phép lạ màu nhiệm lớn hơn hết tất cả các phép lạ màu nhiệm là cái sự kiện anh đang còn sống. You are alive. That is the greatest of all miracles. Nhớ như vậy. Và cuộc đời vừa mới hiến dâng cho anh ngay khi anh thức dậy 24 giờ đang còn tinh khôi. 24 giờ chưa bị làm hư. Immaculate. Giống như một tờ giấy trắng trong tinh. Mình chưa làm cái lầm lỗi nào trên cái tờ giấy trắng đó hết. Và hai cái chuyện đó đủ để cho anh mỉm cười. Và nụ cười đó đã là nụ cười của sự giác ngộ, của sự tỉnh thức. Nụ cười đó là nụ cười của chánh niệm. Đối với những người chưa quen thì thức dậy họ quên mỉm cười. Và đối với những người đó phải tìm cách làm sao để cho khi thức dậy mình nhớ mỉm cười. Thì ngày xưa ở Việt Nam, thầy nằm ngủ trong màn, trong mùng. Tại Việt Nam có nhiều muỗi. Thì thầy mới cài một cái lá mùa thu ở trên đền màn. Thầy thức dậy một cái thì thấy cái lá đó và biết rằng cái lá đó nó có mục đích nhắc cho mình cười buổi sáng. Và thức dậy miệng mỉm cười. Đó là một trong những cái cách mà mình nhắc cho mình biết là mình phải mỉm cười. Mỉm cười như vậy nó chứng tỏ rằng mình tỉnh thức, mình có chánh niệm, mình biết cái giá trị của sự sống, mình biết cái giá trị của 24 giờ đồng hồ đã được trao tặng cho mình ngày hôm nay. Cứ sống 24 giờ đồng hồ, mỗi 24 giờ đồng hồ, đừng có ham hố. Hãy quản lý 24 giờ đồng hồ của mình với tất cả cái tài năng của mình. Trong cái kinh nghiệm thực tập cá nhân á, thì thầy có làm nhiều cái nó có tính cách tương tự. Mình biết là mình có thể bị thất niệm, cho nên mình dùng những cái phương tiện để giúp mình trở về với chánh niệm. Ví dụ như ở cái bàn đánh răng và súc miệng, thế nào nó cũng có một cái tấm kính. Và thầy cũng dùng scotch tape và đính lên trên cái tấm gương đó một cái tờ lá hoặc là một cái miếng giấy nhỏ xíu màu đỏ ở trên đó để chữ mỉm cười đi, smile. Và mỗi khi mình tới, mình xúc miệng, mình nhìn lên mình thấy cái mặt ở trong đó, mình mỉm cười và cái hình ở trong kính nó mỉm cười trở lại. Không bao giờ nó phụ mình hết.
Đó là nụ cười tỉnh thức. Cái chỗ thầy làm việc cũng vậy. Ngày xưa có những cái lúc mà thầy phải in sách, in kinh. Và trong cái phòng in đó, cũng có những cái phương tiện như vậy để cho mình được nhắc nhở và mình an trú trong chánh niệm. Ở trong chùa, ở trong một trung tâm thực tập như Làng Hồng, mà chúng ta cũng phải chế tác những cái phương tiện để giúp cho chúng ta nhớ trở về với chánh niệm, với nụ cười tỉnh thức. Ví dụ như là khi nghe tiếng chuông, thì chúng ta tuy biết rằng tiếng chuông đó nó báo hiệu giờ ngồi thiền, hay là giờ ăn cơm, hay là giờ đi thiền hành. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái tiếng chuông đó nó cũng có cái nhiệm vụ giúp cho chúng ta trở về với chánh niệm. Và khi nghe tiếng chuông, luôn luôn chúng ta dừng lại trong tâm tư, chúng ta thở và chúng ta mỉm cười. Tại sao lại cười? Cười là để chứng tỏ rằng ta có mặt đó, ta đang chánh niệm. Nụ cười là biểu hiệu của sự có mặt của chánh niệm. Dầu ta cười trong đêm đen, không có ai thấy cái nụ cười của chúng ta cả. Không có gì đẹp hơn là một nụ cười trong đêm đen. Chỉ có mình biết rằng có nụ cười đó. Nhưng mà biết đâu, trăng sao nó cũng biết, vũ trụ nó cũng biết là nơi khuôn mặt mình nó có một nụ cười. Vậy thì thức dậy miệng mỉm cười là sự thực tập rất là cụ thể. So với bài kể bên này thì chúng ta thấy rằng bài kể bên này nó có tính chất của sự mong ước nhiều hơn. Thức dậy, tôi muốn nguyện rằng tất cả các chúng sanh sẽ đạt được cái trí giác cao tột của Bụt để có thể ôm trọn lấy chúng sanh trong mười phương thế giới. Còn ở bên này, chúng ta khiêm nhường hơn. Chúng ta cụ thể hơn. Chúng ta phải thực tập nụ cười, phải thực tập hơi thở để ăn mừng cái sự kiện là chúng ta đang còn sống và chúng ta vừa mới được hiến tặng 24 giờ tinh khôn. Và cái tặng phẩm này là cái tặng phẩm sự sống. Thì trong cái trạng thái tỉnh thức đó, chúng ta phát một lời nguyện. Một lời nguyện không có lớn bằng cái lời nguyện ở bên này, nhưng mà chúng ta có thể thực tập được, có thể làm tròn được, là xin nguyện sống tròn vẹn 24 giờ đồng hồ đó. Sống cho tròn vẹn. Tại vì nếu không có chánh niệm, nếu không có sự khôn khéo, chúng ta sẽ làm hư 24 giờ đồng hồ đó. Chúng ta sẽ ruin 24 giờ đồng hồ đó. Chúng ta sẽ làm hư đổ, hư bột, hư đường. Chúng ta sẽ làm tiêu diêm 24 giờ đồng hồ đó. Chúng ta có rất nhiều chữ rất hay. Vậy thì ai là người hào kiệt trong tăng thân?
ai là người hào kiệt có thể nắm lấy cái tình trạng để có thể sống được 24 giờ đồng hồ của mình một cách trọn vẹn và làm và đừng có làm hư đi một phần hoặc là toàn thể cái 24 giờ đồng hồ đó. Ai là người hào kiệt? Người hào kiệt không cần phải mang súng hay là mang gươm cưỡi ngựa. Người hào kiệt chỉ cần mang theo nụ cười của chánh niệm. Có phải là một sự thực không khi mà chúng ta đi xuất gia là chúng ta muốn trở nên một người hào kiệt, một bậc trượng phu? Tại sao ta không làm chuyện đó? Tại sao chúng ta để tháng ngày trôi qua rất oan uổng? Tại sao chúng ta luôn luôn làm hư 24 giờ đồng hồ của chúng ta? Ý chí của chúng ta ở đâu? Tài năng của chúng ta ở đâu? Tuệ giác của chúng ta ở đâu mà chúng ta không sử dụng để cho 24 giờ của chúng ta bị tiêu diệt? Chúng ta cô phụ cái ân đức của bụt, của tổ, của cha, của mẹ, trong khi chúng ta làm hư hoại cái ngày giờ của chúng ta. Thức dậy, miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn. Mẹ, con sẽ sống 24 giờ trọn vẹn cho mẹ. Cha, con sẽ sống 24 giờ trọn vẹn cho cha. Bụt, con sẽ sống 24 giờ trọn vẹn cho bụt. Mắt thương nhìn cuộc đời và trong suốt 24 giờ đó con sẽ thực tập theo lời buộc dạy là con sẽ sử dụng con mắt của từ, của bi để mà nhìn mọi loài chúng sanh, trong đó có anh em bạn bè của con. Mắt thương nhìn cuộc đời là năm chữ lấy trực tiếp từ trong kinh ra, đó là từ nhãn thị chúng sanh. Thì tức là nhìn chúng sanh, tức là tất cả mọi loài, nghĩa là cuộc đời. Từ tức là Maitri, nhãn là con mắt, con mắt thương, con mắt thương yêu là từ nhãn. Chúng ta có con mắt đó không? Hình như có. Nhưng mà chúng ta có dùng không? Hình như không có dùng nhiều.
chúng ta hiểu rằng, biết rằng khi mà chúng ta nhìn mà chúng ta hiểu được thì chúng ta thương được. Chứng cớ là trong quá khứ có những lúc chúng ta đã hiểu và chúng ta đã thương. Nó có nghĩa là chúng ta có khả năng hiểu, khả năng thương. Con mắt hiểu chúng ta có, con mắt thương chúng ta cũng có. Nhưng mà chúng ta có tập luyện hàng ngày hay không? Để có thể mỗi ngày sử dụng được con mắt đó. Khi mà chúng ta biết nhìn bằng con mắt hiểu và con mắt thương á, thì cái người mà được thừa hưởng cái nhìn đó là chính chúng ta. Tại vì khi nhìn bằng mắt hiểu và mắt thương á, thì cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó hạnh phúc một cách lạ. Cái người hành từ là cái người tiếp nhận được cái hoa trái của từ bi trước hết. Còn chúng sanh, người kia cũng có thể tiếp nhận được. Nhưng mà sau đó, khi mà trái tim của chúng ta nó nở ra như một đóa hoa, thì cái hạnh phúc của chúng ta nó lớn lên. Hạnh phúc không có thể có nếu không có tình thương. Mà khi mà trong trái tim của chúng ta nó ứa ra được những cái giọt cam lộ của tình thương, thì chính con người của chúng ta có hạnh phúc trước hơn ai hết. Thực tập từ bi là một thực tập lớn ở trong đạo Phật. Cái câu mà nó đi tiếp theo câu từ nhãn thị chúng sinh đó, là câu phước tụ hải vô lượng. Từ nhãn thị chúng sinh, phước tụ hải vô lượng là trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn. Tôi nhớ là ngày xưa cách đây là chừng mười mấy năm, trong một chuyến viếng thăm một cái đạo tràng ở bên Tokyo đó, thì có một vị thiền sư Nhật Bản đem tới cho tôi một cái quạt và xin tôi viết vài chữ trong cái quạt đó. Thì cầm cái bút á, tôi viết liền xuống năm chữ là từ nhãn thị chúng sanh bằng chữ nho. Tại bên Nhật mà nếu mà mình không có biết nói tiếng Nhật á, thì cái second best á, tức là viết chữ nho xuống họ hiểu. Thì vị thiền sư đó mỉm cười rất là sung sướng và ông tiếp nhận cái bút, ông viết thêm câu thứ hai: phước tụ hải vô lượng. Phước ở đây á, tức là hạnh phúc.
Tụ nó có nghĩa là tập hợp lại. Hải là biển, vô lượng là nó không có thể nào đo được. Tức là hạnh phúc á, nó được tụ tập lại thành ra một cái biển lớn, gọi là biển hạnh phúc, không có thể đo lường được. Và chúng ta làm hạnh phúc bằng cái gì? Với cái chất liệu nào mà chúng ta tạo ra hạnh phúc? Thì cái tuệ giác của Đạo Bụt nói rằng chúng ta tạo hạnh phúc bằng tình thương, bằng từ và bằng bi. Khi mà anh biết nhìn mọi người và mọi loài bằng con mắt của tình thương, thì cái biển phước đức của anh nó bắt đầu, nó được tạo dựng và nó càng ngày càng lớn, cho đến khi mà người ta không thể nào đo được cái hạnh phúc của anh nữa. Hạnh phúc của anh lớn quá, cho nên gọi là phước tụ hải vô lượng. Anh đừng tưởng là phải có một trưng mục bằng tiền đô la hay bằng tiền Deutsche Mark thì anh mới có hạnh phúc. Anh đừng có tưởng là anh có xe hơi đắt tiền, nhà lầu đắt tiền anh mới có hạnh phúc. Anh đừng có tưởng anh phải có cái bằng cấp này, bằng cấp kia anh mới có hạnh phúc. Anh đừng có tưởng anh phải làm chức này, chức kia, trong đó có chức hội trưởng hội Phật giáo thì anh mới có hạnh phúc. Tại vì hạnh phúc đích thực đã được làm bằng tình thương. Cái giờ phút mà từ trái tim anh nó ứa ra những cái giọt nước cam lộ của từ và của bi ấy, là bắt đầu anh thấy thoải mái, anh thấy nhẹ nhàng, anh thấy hạnh phúc. Mà nếu anh đang đau khổ, nếu anh đang đau khổ, nếu chị đang đau khổ, nó có nghĩa là anh và chị thiếu cái giọt cam lộ của từ bi ở trong trái tim của anh hay của chị. Các thầy, các sư cô, các sư chú có thể theo cái phương pháp đó mà viết chú giải cho cuốn Từng Bước Nở Hoa Sen, lấy từ cái kinh nghiệm thực tập của mình để đưa ra những cái lời chú giải như vậy, khiến cho người học thuộc được những bài thi kệ này có thể thực tập những cái bài thi kệ đó một cách rất là sâu sắc. Nếu không chúng ta chỉ học thuộc thôi và chúng ta chỉ đọc như những con vẹt thôi thì cái năng lượng, thì cái hoa trái của sự thực tập nó sẽ không có lớn lắm. Chúng ta nên biết ngày xưa các tổ rất là có ý thức về cái điểm này. Ở chùa có hai buổi công phu gọi là nhị khóa. Nhị khóa và chú tiểu nào cũng phải học thuộc, thuộc lòng hết. Buổi sáng có Lăng Nghiêm, rồi Đại Bi, rồi Thập Chú. Buổi chiều là có Di Đà, Hồng Danh, Thi Thực. Và nhiều khi mình học thuộc lòng như cháo, mình tụng rất mau, không vấp váp chút nào hết, mọ thịnh rất là mau. Nhưng mà mình không có hiểu được hết tất cả những cái mầu nhiệm ở trong lời kinh. Kỳ trước chúng ta đã có cơ hội nghe giảng về hai câu giới hương, định hương,
giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương là năm thành phần của pháp thân mà mỗi người đều có. Thì chúng ta biết rằng những cái câu dâng hương, những cái bài nghe tiếng đồng hồ mà không mỉm cười là tội chết, là tại vì tiếng tiếng đồng hồ nó yểm trợ cho tiếng chuông, đưa mình về chánh niệm hơi thở và nụ cười. Tội đây tức là mình phụ lòng cái đồng hồ. Tiếng điện thoại cũng vậy. Tại làng Hồng chúng ta sử dụng tiếng điện thoại như là tiếng gọi của Bụt để trở về với hơi thở và nụ cười, để thấy rằng chúng ta đang có 24 giờ tinh khôi và chúng ta phải sống hạnh phúc, phải sống bằng tình thương. Hai bộ công phu có nhiều bài dâng hương, bài sướng, bài tán, bài kinh mà nghĩa lý rất là sâu sắc, như là hai câu từ nhãn thị chúng sinh, phước tù hải vô lượng. Chúng ta phải có người dạy chúng ta thì chúng ta mới hiểu được cái chiều sâu của những cái câu kinh như vậy. Cho nên ngày xưa các tổ có viết, có biên tập cái cuốn gọi là Nhị Khóa Hợp Giải. Tức là hai cái buổi công phu được đem ra mà chú giải. Hình như là thầy Khánh Anh có dịch ra tiếng Việt, Nhị Khóa Học Giải. Bây giờ chúng ta có quân nghi thức tụng niệm mới, sentence book mới, thì chúng ta cũng phải có người làm công việc đó, nghĩa là chúng ta phải đem ra để chú giải cho những sư cô, sư chú, những cái Phật tử vừa mới bắt đầu tu học đó, thấy được cái chiều sâu của những cái lời tụng, lời niệm ở trong cái nghi thức đó. Các kinh như là kinh Thương Yêu, kinh Người Biết Sống Một Mình, kinh Trung Đạo Nhân Duyên đều cần được chú giải. Chúng ta biết rằng trong nghi thức tụng niệm in năm 1994 đó, có phẩm Phổ Môn của kinh Pháp Hoa, và trong đó có hai câu mà chúng ta vừa mới nói đến là từ nhãn thị chúng sinh, phước tù hải vô lượng. Vậy thì mình là người tu,
xuất gia hay là tại gia, nếu mình đã là người tu, quyết tâm tu học, thì mình phải tìm cách quản lý 24 giờ đồng hồ của mình một cách thông minh, và nhất quyết là đừng làm cho 24 giờ đồng hồ đó nó hư hỏng, rất là uổng. Tại vì nếu chúng ta làm hư 24 giờ đồng hồ của chúng ta thì chúng ta phụ lòng cha mẹ, phụ lòng tổ tiên, phụ lòng thầy, phụ lòng Phật và tổ. 24 giờ đồng hồ tinh khôi là một tặng phẩm của sự sống của đất trời. Và cha mẹ ta cũng như là thầy tổ đều muốn chúng ta sống 24 giờ đồng hồ đó một cách sâu sắc, một cách trọn vẹn. Mà cái phương pháp sống sâu sắc và trọn vẹn là cái phương pháp sống trong chánh niệm. Chúng ta biết rằng có những người, trong đó có những người trẻ, suốt đời họ cảm thấy bơ vơ, thấy rằng cái chỗ mình đang đứng không phải là chỗ của mình, thấy rằng cái chỗ mình đang ngồi không phải là chỗ của mình, thấy rằng mình chưa tìm ra được cái chỗ của chính mình, và suốt đời chạy quanh để đi tìm cái gọi là cái chỗ đích thực của mình. Nhiều người trong xã hội này cảm thấy như vậy lắm. Đâu là cái chỗ đích thực của ta? Đây đâu có phải là cái chỗ của ta? Tại vì ta đứng ngồi không yên ở nơi đây. Ta đứng cũng không yên, mà ta ngồi cũng không yên. Có một bài nhạc của Phạm Duy, trong đó có hai câu: Trắng ơi im lặng suốt đời, mà sao ta vẫn đứng ngồi không yên. Đứng bên Mỹ cũng không yên, mà qua Pháp đứng cũng không yên, về Việt Nam đứng cũng không yên, đứng không yên, ngồi cũng không yên, là tại vì chúng ta chưa học được. Chưa học được cái phép an trú. Dwelling peacefully, dwelling happily, an trú. Chúng ta biết là thiền của Bồ Đề Đạt Ma, Huệ Khá, Tăng Sáng, Đạo Tín là thiền an tâm, nhớ không? Thiền an tâm. Còn thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Pháp Hiền là thiền an trú. Làm thế nào ngồi mà thấy rằng cái chỗ ngồi này là cái chỗ ngồi đích thực của mình ngồi đây mình thấy an, mình thấy at home, mình thấy là mình đang ngồi ở trong nhà mình. Thường Nghiêm, con ngồi đó con có thấy là con an trú không? Đây phải nhà của con không? Tất cả bí quyết là ở chỗ đó. Đứng ở đâu là mình thấy thoải mái ở đó, ngồi ở đâu là mình thấy thoải mái tại đó. Chỗ này là chỗ tôi, và chỗ của tôi là giây phút hiện tại, là bây giờ và ở đây.
Sự thực tập chánh niệm nó đưa lại cho mình sự tỉnh thức. Và nhờ cái sự tỉnh thức đó mà chúng ta biết trân quý sự sống 24 giờ tỉnh khôi. Và chúng ta quyết không để cho cái sự sống đó nó tuột ra khỏi năm ngón tay của chúng ta. Và do đó chúng ta có khả năng an trú hạnh phúc bây giờ và ở đây. Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải học cho mau để còn đi ra hành đạo, tức là chúng ta chưa an trú được. Nếu chúng ta nghĩ rằng chương trình 4 năm là hơi lâu thì chúng ta không an trú được. Chúng ta biết rằng mỗi khi mà chúng ta muốn đi picnic á, thì chúng ta sẽ sửa soạn để có thể tới cái chỗ mà chúng ta làm picnic á, mà chúng ta ở được chừng một ngày thôi hoặc là ít hơn một ngày. Và tuy rằng cái chỗ chúng ta picnic đó nó ít hơn một ngày, nhưng mà ta muốn sống an lạc và hạnh phúc trong cái thời gian đó, phải không? Vậy thì 24 giờ đồng hồ được hiến tặng cho ta là cái thời gian trong đó chúng ta phải sống trọn vẹn từng giờ, từng phút. Chúng ta phải sống sâu sắc và phải sống có hạnh phúc, có an lạc. Và vì vậy cho nên sự thực tập tỉnh thức, sự thực tập tình thương nó phải được thực hiện ngay trong 24 giờ đồng hồ đó. Và nếu trong quá khứ chúng ta đã lơ là, chúng ta đã khinh thường, chúng ta đã khinh suất mà không nhận thức ra được rằng 24 giờ đồng hồ đó là cái bảo vật quý nhất của đời ta, mà chúng ta đã từng để cho 24 giờ này trôi đi, rồi 24 giờ kia cũng tiếp tục trôi đi. Chúng ta đã từng làm một đứa con phá của, thì chúng ta phải kịp thời
thức tỉnh lại. Và đêm nay ta sẽ thức khuya thêm một chút. Để ta quán chiếu, để ta thiết kế làm thế nào cho 24 giờ đồng hồ sắp tới phải là một cái sự thành công, để chúng ta đừng có phụ lòng cha mẹ, phụ lòng tổ tiên, phụ lòng thầy, phụ lòng buộc và tổ. Chúng ta phải là một nhà quản lý giỏi. Chúng ta quản lý 24 giờ của chúng ta. Chúng ta phải đem hết tài năng. Chúng ta phải đem hết thông minh của chúng ta, năng lượng của chúng ta ra để quản lý 24 giờ đồng hồ của chúng ta. Tiếng Pháp gọi là gérer. Gérer votre journée de 24 heures. Tiếng Anh là to manage. How to manage your 24 hours. Người tu phải là một gerent, phải là một manager, tức là một vị quản lý. Mình phải quản lý 24 giờ đồng hồ của mình cho thông minh. Trong khi tụng giới Sayini, chúng ta nghe người tụng giới nói là các vị Sayi thì giờ thấm thoát như tiếng bay. Các vị phải chuyên cần tu học, đừng có bỏ phí thời gian và tuổi trẻ. Quý vị được nhắc nhở mỗi 15 ngày, chứ không phải là không được nhắc nhở. Và lời nhắc nhở này không phải là chỉ hướng đến giới Sayini, nó hướng đến giới tỳ kheo ni, nó hướng tới giới tiếp hiện, nó hướng tới những người thọ năm giới. Chúng ta đừng có làm những đứa con phá của nữa, bắt đầu từ giờ phút này. Bây giờ chúng ta học tiếp cái bài kệ của thầy Vô Ngôn Thông. Chư phương hảo hảo, vọng vọng tự huyên truyền, vị Ngô Thủy Tổ thân từ Tây Thiên, truyền pháp nhãn tạng, viết
chi thiền. Nhất hoa ngũ diệp. Chúng tử miên miên. Tiềm phù. Mật ngữ. Thiên vạn hữu duyên. Hàm vị tâm tông. Thanh tịnh mãn nhiên. Hôm trước chúng ta học đến từng này. Chúng ta nhắc lại cái nghĩa của cái những câu đó rồi trước khi chúng ta học tiếp. Bốn phương lồng lộng, mặc sức mà đồn đại huyên truyền một cách sai lạc rằng vị tổ đầu tiên của ta là ở bên Thiên Trúc đã truyền cái chánh pháp nhàn tạng gọi là thiền. Of what is called Zen. Một cái bông hoa nở ra năm cánh và hạt giống nó kéo dài vô tận tới tương lai, nó hàm chứa những cái mật ngữ có đến hàng ngàn và hàng vạn. Tất cả những cái đó đều được gọi là tâm tông. Và cái trái tim đó nó vốn là tự nhiên, nó thanh tịnh. Đó là những điều người ta nói về thiền, nào chánh pháp, nhãn tạng, niết bàn, diệu tâm, nào các mật ngữ, nào sự truyền thừa, nào cái gọi là tông phái của trái tim. Và đây là những cái lời của thầy Vô Ngôn Thông nói tiếp. Tây Thiên Thử Độ. Thử Độ Tây Thiên. Cổ Kim Nhật Nguyệt. Cổ Kim Sơn Xuyên. Tây Thiên Thử Độ tức là Tây Thiên là đâu? Tây Thiên là đây. Tây Thiên tức là trời Tây. Trời Tây có nghĩa là Ấn Độ, nơi Bụt và thầy Ca Diếp ra đời, nơi Bụt và thầy Ca Diếp hành đạo. Đây là những cái lời nhắn nhủ của thầy Tỳ Nê Đa Lưu Chi. Tây Thiên là đâu? Tây Thiên chính là đất nước này. Độ tức là quốc độ. Có thể đọc là thổ.
Nhưng mà thổ là đất mình cày cấy này, thổ, còn cái đất nước gọi là, đọc là đổ, cũng chữ đó như là tịnh đổ, có thể đọc là tịnh thổ, tịnh đất, tịnh tịnh thổ. Ấn Độ là đâu? Ấn Độ là đây. Bụt là đâu? Bụt là đây. Và thầy Vô Công Thông muốn phá cái ý niệm không gian và thời gian. Là tại vì sao vậy? Tại vì người ta có khuynh hướng vướng vào những cái sự kiện, vướng vào những cái sự kiện lịch sử, vướng vào ngôn từ và ý niệm. Và có thể là chúng ta bỏ phí gần hết cuộc đời chúng ta vào cái sự nghiên cứu và tìm hiểu những cái không có quan trọng lắm đó. Chúng ta nghiên cứu rằng Thầy Ca Diếp làm gì, Thầy A Nan làm gì, rồi 28 vị tổ bên kia làm gì, rồi Thầy Bồ Đề Đạt Ma làm gì, rồi Thầy Huệ Khả làm gì. Đó là cái điều mà chúng ta đang làm bây giờ đó. Ở Việt Nam cũng như là ở Nhật Bản, cũng như là ở Trung Quốc, cũng như là ở Âu Châu bên Mỹ, chúng ta đang học thiền theo cái kiểu đó. Chúng ta để rất nhiều thời giờ nghiên cứu và chúng ta đàm luận về cái sự truyền thừa. Chỗ nào có lỗ hổng thì chúng ta thiết lập ra để một cái gì để trám vào cái lỗ hổng. Sự thiết lập ra cái thứ tự truyền thừa từ tổ này tới tổ kia có thể chỉ là một cái sự sáng tạo của tâm ý chúng ta thôi. Và đó là khuynh hướng của mọi người. Tại vì có cái nhu yếu, có cái nhu yếu trong mỗi chúng ta là có thể đi ngược lại để thấy tổ tiên của mình chỗ nào là ai và cái cách trình bày về truyền thừa của Thiền Tông phần lớn là do Thiền sư Thần Hội thuộc về tông phái miền Nam. Tại vì ở miền Bắc á thì sau ngũ tổ, tổ thứ năm á, có thầy Thần Tú, rồi miền Nam có thầy Huệ Năng. Tổ Thần Tú sau khi tổ thứ năm tịch diệt á, thì đã cũng đã quản lý một cái đạo tràng rất là hưng thịnh. Và truyền được hai ba đời rất là hưng thịnh. Và cái đó Bắc Tông được các nhà cầm quyền ủng hộ rất nhiều. Hoa danh cũng lừng lẫy lắm. Nhưng mà tại vì sự ghi chép thiếu sót, thành chúng ta không biết được bao nhiêu. Trong khi đó Nam Tông của Thầy Huệ Năng qua cái sự, qua cái công trình của thầy Thần Hội đó thì được trình bày như là cái sự truyền thừa duy nhất và đáng kể của ngũ tổ. Làm như thử là sau khi Huệ Năng
đã được trao cái y. Làm như sau khi mà thầy Huệ Năng được trao cái y và cái bát và chạy về phương Nam rồi á, thì ngoài Bắc là con số không, không còn gì hết. Tất cả tinh hoa của thiền là chạy tuốt vào trong Nam hết. Đó là cái vẹt siêu của Nam Tông. Và chắc chắn là thầy Vô Công Thông đã thấy rõ những cái đó, nó quá đáng. Và người ta mất thời giờ rất nhiều để xây dựng ra một cái hệ thống như vậy. Và không có để cái thời giờ quý báu đó để tu học thật sự. Cho nên thầy mới nói rằng là có cái sự huyên truyền, có cái sự vọng động, có cái sự tự đưa mình lên cao. Và những cái câu kệ này nó phản chiếu được cái tình trạng đó mà thầy không có thưởng thức, thầy không có thích thú là mấy, thầy không có appreciate bao nhiêu. Và đây là những lời của thầy: Tây Thiên thử độ, thứ đồ Tây Thiên, rất là đơn giản. Ấn Độ là đâu? Ấn Độ là đây nè. Nói Tây Thiên thứ đồ nó chưa đủ, còn nhắc lại lần thứ hai là thứ đồ Tây Thiên. Tây Thiên là đất này là Tây Thiên. Hãy trở về với bây giờ và ở đây. Phật cũng ở đây, Tổ cũng ở đây. Tất cả đều nằm trên mảnh đất của hiện tại. Cổ kim nhật nguyệt, cổ kim sơn xuyên, mặt trời và mặt trăng của ngày xưa là mặt trời mặt trăng của ngày hôm nay. Tại sao phải nói tới mặt trời của ngày xưa chỉ cho mất công? Mặt trời đáng rõ ràng trong giây phút hiện tại. Cổ kim sơn xuyên, núi và sông, xuyên là sông, núi và sông của ngày xưa, đây nó còn đây là núi và sông của ngày hôm nay. Và đó là bốn cái câu mạnh nhất của thầy Vô Công Thông. Hãy trở về và sống ngay trong giây phút hiện tại. Phật cũng ở đây, Tổ cũng ở đây. Đừng có để cái trí mình đi tìm tòi ở đâu xa và trong quá khứ. Tôi trong khóa mùa đông vừa rồi, thầy có kể một câu chuyện buồn cười là có một hôm ở trong một cái pháp đàm tổ chức tại Hòa Lan, cách đây cũng chừng mười mấy năm rồi, thì có một vị linh mục đưa tay lên hỏi: Thưa thầy, trong cuốn Hoa Sen Trong Biển Lửa, thầy đã nói rằng, ông dỡ cuốn đó ra, rồi ông đọc một đoạn trong cái cuốn đó. Nghĩa là làm sao? Thì lúc đó, mọi người đang chờ câu trả lời. Thì tôi mới nói, Tôi đâu có viết Hoa Sen Trong Băng Lửa, tôi đâu có viết cuốn đó nữa. Làm cho ông vị linh mục đó ngạc nhiên hết sức, tại vì ở ngoài bìa đế thích nhất hẳn Hoa Sen Trong Băng Lửa.
Và ông Linh Mục cũng khựng khựng lại, không dám hỏi thêm nữa. Và trong đại chúng cũng có nhiều người không hiểu. Cái sự thật là cái ông Nhất Hạnh mà viết cuốn Hoa Sen Trong Biển Lửa, ông đã chết rồi. Và cuốn Hoa Sen Trong Biển Lửa là một cái dư âm của quá khứ. Hiện bây giờ đây mình đang trực tiếp với một cái ông Nhất Hạnh bằng xương bằng thịt trong giờ phút hiện tại, mà mình không có làm ăn với ông đó, mà mình lôi ra một cái tư liệu cách đây mấy mấy chục năm để mà bàn luận, để mà hỏi về những cái đó. Thành đó là thái độ của nhà học giả, không phải là thái độ của người tu tập. Thì nói rằng tôi đâu phải Nhất Hạnh, tôi đâu phải viết cuốn đó, là mình đã dùng cái ngôn ngữ nó giống hệt như là ngôn ngữ của thầy Vô Ngân Thông. Tức là hãy deal with me and not with a ghost of the past. Hãy tiếp xúc với tôi là một thực thể linh động, đừng có tiếp xúc với một bóng ma của quá khứ. Đó là ngôn ngữ của thiền, mà thiết tưởng cũng không có gì khó hiểu. Quý vị có nhớ cái câu chuyện cây tùng của thầy Triệu Châu không? Thì có một vị đệ tử lên hỏi thầy: bạch thầy, con ở đây đã 3 năm rồi mà thầy chưa dạy gì, con chưa dạy con cái gì quan trọng hết, thầy mới dạy đi ra đi vào, thở ra thở vào thôi. Thành ra xin thầy dạy cho con một cái gì thật quan trọng. Tức là trong trong trí của sư chú là sư chú muốn thầy dạy về bát môn, tích môn, chân như, bát nhã. Thì thầy Triệu Châu mới nhìn ra ngoài cửa, và thầy chỉ sư chú có thấy cái cây tùng ở ngoài kia hay không. Thì sư chú quay ra thì thấy cái tùng, và thầy Triệu Châu không có nói gì thêm nữa. Cái tùng nó rất đẹp, nó không có đẹp thua cái cây tiên, cây linden tree ở đây. Có thể nói là cái cây tiên ở đây không có đẹp thua cái cây tùng, hai cây nó bằng nhau. Và cái cây tùng đó thì sư chú đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần trong một ngày, và nếu tính 3 năm thì sư chú đã đi ngang qua cái tùng mấy lần, mấy ngàn lần. Sư chú đi ngang qua cây linden tree mấy lần rồi. Mỗi lần đi qua cây linden tree thì phải thấy đó là một cái thực tại rất là màu nhiệm. Và nếu mình biết cách mình tiếp xúc với cây đó thì mình tiếp xúc được với Bụt, với Tổ, với Thầy, với Chân Như, với Bát Nhã. Còn nếu mà anh không có tiếp xúc được với cây đó, nghĩa là anh không có chánh niệm, thì anh có cơ hội nào nữa? Anh muốn nghe những danh từ, những ý niệm về thực tại mà anh không có muốn tiếp xúc với cái thực tại. Đó là thái độ của Thiền sư Triệu Châu. Nếu cái cây tùng đó nó đẹp, màu nhiệm như vậy, mà anh không có chánh niệm trong đời sống hàng ngày, anh không tiếp xúc được với nó,
Thì anh hỏi về chân như, về bát nhã, về giải thoát làm cái gì mới được chứ? Đó là cái giáo lý sâu sắc nhất rồi. Mà chú còn đòi cái gì nữa? Để khi mình đọc câu chuyện thì mình thấy như vậy. Thì thầy Triệu Châu nổi tiếng, vì vậy cho nên cái câu chuyện, cái giai thoại về cây tùng nó được truyền ra trong chúng. Tại vì sư chú không có được thông minh lắm. Sư chú nói, mấy huynh biết không, tôi lên tôi hỏi như vậy, rồi thầy chỉ cái cây tùng như vậy thôi, thầy không nói gì hết. Rồi thì trong chẳng chẳng mấy chốc mà câu, cái giai thoại về cây tùng nó đồn lan ra, rồi nó đi ra các tỉnh miền Bắc, miền Nam, nước nước Tàu. Cho đến 70 năm sau, có một người nghe tới cái giai thoại cây tùng, tìm tới thiền viện của Thiền sư Triệu Châu để mà hỏi, không biết 70 năm hay 40 năm tôi quên. Và khi mà tới thì thiền sư không còn đó nữa, rất là uổng. Nếu mà có ngày đó thì mình mới hỏi cho ra lẽ cái cây tùng là cái cây làm sao mà nó nổi tiếng quá như vậy. Cái vị thiền giả đó tới tu viện, được biết thiền sư Triều Châu đã nhập diệt rồi, thành nó buồn, buồn lắm. Không có buồn 5 phút đâu, chắc là buồn, buồn nhiều hơn. Và cuối cùng có một thầy ở trong chùa nói rằng là thôi, nếu mà thiền sư Triều Châu đã tịch rồi ấy, thì là bây giờ tới hỏi một vị cao đệ thì cũng vậy chứ gì. Một thầy giỏi nhất á, thì cũng có thể biết được chứ gì. Thì vì đó được an ủi chút xíu mới tìm tới cái vị tòa chủ của thiền viện và hỏi về cây tùng. Thì thầy nói, thầy tòa chủ nói, cái tùng nào, cái tùng nào nè, thầy tôi đâu có nói cái tùng hồi nào đâu, đừng có vu oan giá họa cho thầy tôi. Thầy tôi đâu có nói gì về cái tùng đâu, thầy đừng có vu oan giá họa cho thầy tôi. Mà chúng ta nên biết rằng giai thoại cái tùng là cái giai thoại rất là nổi tiếng. Nổi tiếng cho bây giờ bên Mỹ ai cũng biết hết ạ. Thành ra cái câu nói của thầy Triều Châu á, nó là một cái thiền ngữ. Nó có mục đích giết cây tùng. Tại vì cây tùng còn làm khổ bao nhiêu người. Tại sao chúng ta không có thiết lập, chúng ta trong giờ phút hiện tại để tiếp xúc với những cái gì màu nhiệm ngay trong giờ phút hiện tại, mà chúng ta phải đi tìm về những cái hình ảnh quá khứ, những công thức quá khứ. Và cái tùng được đưa ra để giúp cái sư chú đầu tiên, nhưng mà đã trở thành ra một cái bẫy và nhốt không biết bao nhiêu người, là tại vì họ đi tìm cái tùng như là một ý niệm, như là một cái sự thực khách quan. Và vì vậy cho nên họ không có tiếp xúc được với cây tùng. Cây tùng đâu mà không có, tại sao phải tới mấy, đi mấy ngàn cây số. Và vì vậy cho nên, và vì vậy cho nên thầy tòa chủ rất thông minh. Thầy nói nếu mình không có giết cái tùng này đi thì có người còn bị vướng vào nó mà bỏ mất cuộc đời. Nhưng mà thầy giết đâu được nữa, tại cây tùng nó đã lên đường. Và hiện bây giờ cây tùng đó nó ở khắp nơi, bên Mỹ này, bên Đức này, bên Anh này, chỗ nào cũng có cây tùng của thầy Triều Châu hết. Rất là nguy hiểm. Thầy còn nhớ là hồi
cuối mùa hè năm nay, khi mà Thục Hiền, cháu Thục Hiền nó chào thầy, nó đi về bên Anh, thì thầy có hỏi nó: này con, ở bên Anh có cái thông nào không con? Có cái tùng nào không con? Thì nó nói: dạ thế nào cũng có chứ, không có lý một nước lớn như nước Anh đó, mà không có cái tùng sao? Thì thầy mới nói: con về bên đó tìm nó cho ra, và con nhìn ngắm cho kỹ dùng cho sư ông. Và cháu Thục Hiền đã tiếp nhận được cái thông điệp đó. Cháu đã viết thơ cho sư ông và nói rằng con đã gặp được cái tùng, và con đang trân quý cái tùng trong hiện tại. Và cháu tuy là chưa xuất gia, nhưng mà cháu đã được tiếp xúc với cây tùng của thiền sư Triệu Châu. Là nếu mà không có tiếp xúc được với cây tùng đó, thì tất cả những cái khác gọi là bản thể chân như niết bàn đều trở thành ra những cái hư tưởng cả. Và cây bồ đề, cây tí dơn ở sông Thường ngày hôm nay nó cũng màu nhiệm như là cây tùng ngày xưa. Cho nên cái ngữ ngôn của thầy Vô Ngôn Thông là vậy đó. Tây Thiên là đâu mà cứ vọng tưởng về Tây Thiên? Tịnh độ ở đâu mà cứ vọng tưởng về tịnh độ? Tây Thiên là đây này, và đây là Tây Thiên này. Những ai chưa an trú được trong không gian và trong thời gian, hãy tự an trú xuống. Mặt trời và mặt trăng của ngày xưa, mặt trời mà Bụt đã nhìn, tổ đã nhìn, ông bà chúng ta đã nhìn, mặt trời đó là mặt trời hôm nay. Chúng ta không có cần phải trở về núi Thú mới có thể nhìn thấy mặt trời mà Bụt đã nhìn. Chúng ta đứng ngay ở tại đây. Đây là núi Thú, núi Thú là đây. Và Bụt cũng vậy, Bụt có mặt tại đây, chỗ này. Cổ kim nhật nguyệt, cổ kim sơn xuyên. Đó là bốn câu hay nhất, đơn giản nhất của bài kệ. Xúc đồ thành trệ, Phật tổ hàm oan, sai chi hào ly, thất chi bách thiên, nhữ thiện quan sát, mạc trám nhi tôn, trực nhiêu vấn ngã,
chấm hết. Xúc tức là gặp, đồ tức là bùn, bùn đất, rác rến. Trệ có nghĩa là bị ứ động lại. Nếu chúng ta vấp vào rác rến, bùn đất thì chúng ta sẽ bị ứ động lại. Ghê không? Những cái kia mà có thể gọi là rác rến được. Những cái mà người ta cho là triết lý cao siêu mầu nhiệm có thể là rác rến được. Xúc đồ thành trệ, Phật tổ hàm oan, và chúng ta làm gây, chúng ta nói oan cho buộc và cho các vị tổ. We do injustice to the Buddha and to the teachers. Những ngữ phong của Thầy Vô Ngôn Thông rất là hùng vĩ. Sai chi hào ly, thất chi bách thiên. Nếu mà chúng ta đi lệch một cái ly thôi, đi lệch ra ngoài một ly thôi, hào ly, thất chi bách thiên, là chúng ta mất có đến trăm ngàn dặm. Đi sai một ly thôi là chúng ta có thể đi xa trăm ngàn dặm. Đây là nói là các vị phải rất cẩn thận trong khi học và trong khi tu. Thất là mất, bách thiên là trăm ngàn. Nhữ thiện quan sát là ngươi phải khéo léo mà tập quan sát. Mạc trám nhi tôn là đừng có đánh lừa con và cháu của các ngươi, tức là đệ tử. Đừng có đánh lừa đệ tử và đệ tử của đệ tử. Cái chuyện đó đã từng xảy ra trước Ngài Vô Ngôn Thông, cho nên Ngài đã dặn lại Thầy Cảm Thành là phải cẩn thận. Ngươi hãy khéo léo mà quan sát và chớ có lừa dối. Đôi khi mình không có ý lừa dối, nhưng mà mình lừa dối, mình làm cho họ đi lạc đường. Con và cháu, nhi là con và tôn là cháu. Trực nhiêu vấn ngã, nhiêu tức là nó có nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nhiều, nghĩa thứ hai là tha cho. Trực nhiêu vấn ngã là hãy thẳng thắn tha cho, đừng có hỏi ta nữa. Please do not ask me more questions. Tại vì tôi nói như vậy đã hơi nhiều rồi đó. Trực nhiêu vấn ngã. Please don't ask me any more questions. Tại vì ngã bản vô ngôn, tại vì tôi vốn tên là Vô Ngôn Thông là không có nói. Thành ra sau khi mà đọc bài kệ đó là chịu thôi, đâu có hỏi thêm nữa. Nay nhờ có thầy cắt nghĩa. Chứ thôi thầy Vô Ngôn Thông thầy đâu chịu cắt nghĩa. Hôm nay trời đẹp, mời đại chúng đi thiền hành cho đông đủ.